Một loạt video clip ghi lại cảnh một phụ nữ bán khỏa thân để nhiều trẻ em đụng chạm dùng nhạy cảm lan truyền trên mạng khiến nhiều người phẫn nộ. Hôm nay, ông Đặng Khoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết đây là vấn đề phức tạp. Ông đã nắm thông tin vụ việc. Đơn vị này đang phối hợp cơ quan chức năng để xác minh. Theo Cục trưởng Cục Trẻ Em, nếu clip có thật, hành vi như vậy là xâm hại trẻ em, không có gì phải bàn cãi. Vấn đề bây giờ là xác minh tính xác thực, xem đó là clip thật hay dựng. Sự việc xảy ra ở đâu, xảy ra bao giờ? Trước đó khi lan truyền trên mạng xã hội, loạt video clip phản cảm khiến nhiều người bức xúc cho rằng người phụ nữ có dấu hiệu dâm ô trẻ em. Người phụ nữ nằm trên giường trong tình trạng bán khỏa thân để nhiều em bé đụng chạm dùng nhạy cảm. Một người dùng mạng tự nhận là phụ nữ xuất hiện trong clip cho biết mình đã bị hack camera. Người này nói nội dung trong clip không đúng sự thật, đã trình báo cơ quan chức năng điều tra xử lý người đưa clip lên mạng. Tuy nhiên đến nay chưa có thông tin xác thực về việc này.